Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng có nhiều lễ hội mang đậm giá trị văn hóa địa phương. Theo đó, các quận huyện trên địa bàn đã nỗ lực duy trì các lễ hội này, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn. Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2016, được diễn ra hàng năm tại hai quận ven biển là Sơn Trà và Thanh Khê. Đây cũng là dịp để ngư dân động viên nhau giữ gìn nghề truyền thống, bám biển mưu sinh, đồng thời nhằm mục đích tưởng nhớ các bậc tiền nhân và xây dựng nét sinh hoạt văn hóa truyền thống. Năm nay, tại quận Sơn Trà, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, quận đã tiết giảm một số nội dung của lễ hội nhưng vẫn giữ những nghi thức truyền thống quan trọng. Và chúng tôi cũng có những cái biện pháp, có những cái giải pháp công tác phòng dịch, cái việc nữa trước khi tổ chức lễ hội và trong suốt cái thời gian tổ chức lễ hội cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch và đặc biệt là công tác thực hiện cái việc 5K. Đình làng là nơi lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Việt. Giá trị văn hóa đình làng được phản ánh và duy trì thông qua các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống theo các nghi thức xưa. Theo thời gian, các lễ hội đình làng đã trở thành nét đẹp văn hóa sâu đậm trong tâm thức của cư dân địa phương. Trong đó, phải kể đến đình làng Hải Châu thuộc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2001. Từ năm 2009, đều đặn hàng năm, quận Hải Châu đều tổ chức lễ hội đình làng Hải Châu, thu hút đông đảo con cháu Hải Châu mưu sinh khắp mọi miền đất nước trở về thăm tổ tiên và du khách muốn tìm hiểu về văn hóa đình làng. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, mà đặc biệt là những năm gần đây, đình làng Hải Châu luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố cũng như người dân địa phương trong việc trùng tu, bảo dưỡng để giữ gìn giá trị văn hóa tâm linh của dân tộc. Mình muốn đưa ra với xã hội, với quần chúng trong một cái không gian của lễ hội để người lớn cũng thấy được, trẻ nhỏ cũng thấy được và ai có đam mê thì người ta có thể học hỏi để dõi tộc. Đó là cái giá trị mà mình được thừa hưởng, mình được với cái tư cách của một người quản lý và làm về mảng văn hóa. Thì mình là người duy trì cái đó và muốn bảo tồn cái đó. Chỉ cầu mong sao cho có sức khỏe thôi và hàng năm cứ tổ chức. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận, trong đó phát huy giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, quận xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội từ cấp phường cho đến cấp quận. Các lễ hội luôn được quận chú trọng tổ chức chu đáo bài bản. Bên cạnh đó, với phần hội, quận lồng ghép thêm các hoạt động văn hóa bổ ích để người dân, nhất là các thế hệ trẻ, có thể tìm hiểu học hỏi về nguồn gốc lịch sử, quá trình hình thành của các đình làng trên địa bàn. Tổ chức các cái lễ hội, thứ nhất là dọc cái bờ sông Hàn, thứ hai nữa là ở tại các di tích, đã đình làng, nghĩa trũng, rồi thành điện hải, rồi công viên Abet và các cái bia di tích lịch sử trên địa bàn quận. Từ đó là khơi dậy cái lòng yêu nước, cái truyền thống của cái dân tộc uống nước nhớ nguồn. Hiện nay Đà Nẵng có gần 20 lễ hội đình làng, lễ hội cầu ngư, lễ hội tôn giáo, trong đó một số lễ hội được thành phố đầu tư nâng tầm trong những năm gần đây. Với sự nỗ lực bảo tồn của các ngành chức năng và các địa phương, đến nay các lễ hội đặc trưng của thành phố đã đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân.